10. Sang đây, đấy. Ý là anh bỏ bên kia sang đây.
Mệt cái chinh mệt rồi. Lại đây làm có người mất tập trung đấy.
Dah tu. Auto ke? Hanya dah main. Cang kamu enggak. Ya auto lu kuat tai kan. Enggak ada engkau jangan ada engkau. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Camera xong chưa? Ok bạn chạy. Chạy nha. Xin mời câu hỏi dành cho đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam. Mấy câu hỏi. Cảm xúc của em thế nào khi nhận được ban đội trưởng và khi em nhận ban đội trưởng ấy thì anh Văn Quyết có nói gì với em không? Nhiệm vụ này thì là do huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện chỉ định và ban cán sự này thì cũng đã làm việc cùng với nhau trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Hải là cũng là một trong những cầu thủ mà ăn cơm tiền nhiều. Thì vậy thì với những cái cầu thủ trẻ mới như là Hai Long này, như là Bùi Hoàng Việt Anh này, những người mới lên tuyển thì với vai trò em là đội trưởng và cũng như là các anh lớn thì bọn em có truyền đạt hay trao đổi kinh nghiệm gì với các anh mới? Em thấy thì những cầu thủ trẻ được lựa chọn cho đợt tập trung này thì đều là những cầu thủ có tiềm năng rất lớn và họ đã thể hiện được cái chuyên môn của họ ở V-League vừa qua. Thì còn với cá nhân em cũng như tất cả các anh ở trong đội ấy thì cũng nhắc nhở họ là cố gắng tập luyện thật tốt và dù là còn trẻ nhưng mà trong những cái sinh hoạt thì vẫn cứ thoải mái. Bởi vì quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và tinh thần tập thể của đội. Khi mà mình có tâm lý thoải mái thì mới có thể làm tốt công việc của mình được. Thời gian qua thì mùa giải tạm nghỉ thì Hải về có thể cho nó biết về cái tình hình thể lực của đội bóng không? Hiện tại thì thời gian qua thì sau V-League thì các đội cũng đã quay trở lại tập trung được 1 đến 2 tuần rồi. Có những đội thì đã tập trung được 2 tuần nên là khi mà tập trung lại cùng đội tuyển thì các cầu thủ cho thấy là cái thể lực của họ vẫn rất là đảm bảo và những cái giáo án mà một trong đến buổi sáng vừa rồi thì mọi người đã đều đáp ứng được cái yêu cầu của bài tập. Hôm qua thì ông Bác Hàn Sơ có tiết lộ là chia làm 3 tổ ấy, thì để sàng lọc lực lượng ấy. Thì Hải đánh giá thế nào về cái kỳ sát hạch và cái tính cạnh tranh của đội tuyển lần này? Đợt tập trung lần này thì có số lượng đông hơn những đợt tập trung trước bởi vì có sự góp mặt của nhiều các em trẻ cũng như là nhiều các đàn anh kinh nghiệm thì đợt tập trung này cũng sẽ mang lại nhiều cái điểm tích cực cho đội tuyển quốc gia bởi vì sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ tiềm năng và những cái cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn thì là một điều rất là đáng mừng và em nghĩ là điều đó sẽ giúp cho đội tuyển sẽ có nhiều hơn cái sự mạnh mẽ trong quá trình tập luyện cũng như là thi đấu sắp tới. Có thể bật mí xem là ba nhóm trưởng và ba nhóm là ai được không? Ba nhóm trưởng thì là ở trong ban cán sự của ba nhóm. Vậy thì sau buổi tập đầu tiên thì ba nhóm trưởng đã có buổi trao đổi cụ thể với các thành viên chưa và nhóm họp trưởng? Chúng em cũng đã có những buổi gặp gỡ với từng nhóm ạ, bởi vì trong 1-2 ngày tới thì chúng em sẽ có một buổi họp để nói chuyện với tất cả các tập thể của cả đội ạ, để định hướng những mục tiêu sắp tới của đội tuyển quốc gia cho năm tới 2021. Bởi vì năm tới thì đội tuyển sẽ trải qua lịch thi đấu rất là dài và có rất là nhiều mục tiêu ở phía trước. Hãy bật mí xem là đám cưới công phượng thì Hải đã mừng bao nhiêu tiền cho công phượng. Anh hỏi đùa đúng không? Xin mời câu hỏi cuối cùng để cho bạn tập. Vừa rồi thì Qatar có đánh bại Bangladesh thì cơ hội của chúng ta hình như là cũng rộng mở hơn. Nhưng mà cá nhân Hải
nghĩ như thế nào về cơ hội chúng ta ở cái vòng loại thứ ba của World Cup? Theo Hải nghĩ thì quan trọng nhất là vẫn là cái tinh thần và cái khát khao của đội tuyển mình thôi. Bởi vì dù điểm số hay là kết quả của các bảng đấu như thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là mình phải tự quyết được trong cái bảng đấu của mình. Và hiện tại thì đội tuyển đang có lợi thế rất là lớn cho 3 trận đấu còn lại, thì ban huấn luyện, huấn luyện viên trưởng ban huấn luyện cũng như tất cả các cầu thủ sẽ cùng nhau tính toán và cùng nhau quyết tâm hơn ở 3 trận đấu sắp tới, đặc biệt là trận đấu với Malaysia trên sân khách. Cảm ơn nha.